Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là chọn giống bông nhãn thọ mà bông to ha. Thì đây cũng là một câu hỏi của bạn tên là Đào Quỳnh 5256 nha. Thì bạn này bạn hỏi mình là cái giống dạng thọ gì bông to vậy anh? Thì ở đây thì bạn nên coi cái bao bì của mình á, nếu như là nó ghi là đường kính là từ 13 cm cho đến 14 cm á thì bông của nó rất là to nha các bạn ha. Và điều kiện để bông to như thế là chúng ta phải chăm sóc kỹ và chúng ta đi một cơi thì bông rất là to nha. Và cái giống mà đề xuất thương hiệu cho bạn mà bông to đó là B2 và B3 nha các bạn. Và một cái thương hiệu mới bây giờ nó mới ra đó là giống của Thế Giới Hoa ha. Hiện tại thì năm nay thì mình cũng trồng của Thế Giới Hoa luôn. Mình đang test thử là T92 và T93 nha. Hiện tại là mình ươm sau 4 ngày thì nó đã nảy mầm nha các bạn ha. Rất là ok luôn. Thì đây là một cái tin mình muốn chia sẻ cho những bạn nào mà trồng của giống Thế Giới Hoa nha. Để các bạn bớt lo. Rồi một bạn tên là Hoa Hồ nè, thì bạn này bạn hỏi mình về cái vấn đề là giá thể ở trên bông nhãn thọ đó. Thì bạn hỏi mình á, mình phơi cái giá thể rồi khi nào thì mình sẽ tưới cái Aliex. Có hai cái trường hợp nha. Thì bạn có thể là bạn tưới khoảng đâu là 7 bữa một lần, hoặc là nếu như bạn không có thời gian á thì trước cái bữa mà bạn trồng á thì bạn có thể là tưới thằng Aliex ha. Rồi sau đó bạn trồng thì vẫn là ok nha bạn. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Triều In 5391 ha. Bạn này bạn hỏi mình dạng thọ rồng vàng 45 46 thì ra ngoài nào, thì ở đây thì bạn gieo vào cái lối là 24 tháng 10 âm lịch nha các bạn và đi một cơi nha. Còn những bạn mà gieo sớm á, thì các bạn đó là đi hai cơi, nhưng mà những bạn anh em mà trồng ở nhà thì các bạn là nên đi một cơi cho nó dễ nha mọi người ha. Đi hai cơi thì các bạn phải biết cách bấm ngọn thứ nhất nó như thế nào và bấm ngọn thứ hai nó như thế nào nữa thì nó hơi rối. Rồi một bạn tên là Phạm Thế Hào ha 5916, bạn này bạn hỏi mình á, là cho hỏi rồng vàng 09 trồng đất ươm ngày nào và trồng chậu là ươm ngày nào. Thì ở đây trồng đất với trồng chậu á, là nó như nhau nha các bạn ha. Thì nếu như là trồng một cơ thì cứ gieo khoảng đâu là từ lối 22 cho đến lối 28 tháng 10 âm lịch là đều được hết nha mọi người ha. Nó ăn thua vào cái cách mà bấm ngọn. Ví dụ như là mình gieo vào cái lối là 22 đi thì mình sẽ canh nó khoảng đâu là 6 cặp lá thì mình bấm ngọn. Còn nếu như là mình gieo vào cái lối là 28 á, thì mình sẽ bấm ngọn khi nó đã đạt được là 5 cặp lá nha. Rồi tiếp tục là một bạn tên là Nguyễn Thị Thùy Trinh 5207 nha. Bạn này bạn hỏi mình á, anh ơi Mekong 09 rồng vàng gieo ngày mấy? Em ở Cà Mau. Thì bạn ở Cà Mau là cái thời tiết là nó nhiệt đới giống như bên mình nha. Thì bạn có thể là bạn gieo vào cái lối là 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn, và bấm ngọn bữa 28 tháng 11 âm lịch. Thì cái thời điểm đó là cây của bạn nó cũng đã đạt được lâu là 6 cặp lá rồi. Rồi một bạn tên là Triệu Minh 6832 nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là xử lý vôi trước khi tưới Aliex được không bạn Thủy Tinh? Thì ở đây thì bạn có thể bạn sử dụng vôi trước cũng được nha, sau đó thì bạn tưới Aliex thì cái giá thể của bạn cực kỳ tốt luôn ha, phòng nấm bệnh rất là kỹ luôn. Còn nếu như là những anh chị mà trồng tại nhà, nếu như là không có điều kiện mua vôi thì mình có thể xử lý bằng thằng Aliex là được rồi nha mọi người ha. Cái gói đó là 50.000, nửa gói đó là mình pha được là cái bình 16 lít nước để mình xịt phòng ở trên cái giá thể của nó ha. Rồi mình cảm ơn bạn Tiền Phạm đã like cho mình ha, bạn này chuyên gia là like vào những cái video của mình á. Rồi cảm ơn bạn đã nhiệt tình với mình nha. Mình cũng cố gắng mình trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận ha. Thì đôi khi thì nó sẽ có một vấn đề là sót ha. Thì mình cố gắng thì mà trong những buổi livestream thì mình cũng sẽ trả lời cho anh chị cố gắng đặt lại câu hỏi nha. Rồi một bạn tên là gì nè, U sơ gì đó. Bạn này mà hỏi mình là mình có bán giống bông nhãn thọ hay không á, thì ở đây là mình không có bán nha mọi người ha. Nhưng mà mình cũng đã giới thiệu cho mọi người những cái thương hiệu á, từ cái trang bio của mình á, thì các bạn có thể là vào đó các bạn mua, chứ mình là mình không có bán nha. Rồi một cô tên là Hiền Hồ 337 nè. Cô này có hỏi mình á, là cho cô hỏi T45 gieo ngày nào. T45 á, thì ở đây á, thì cô có thể là gieo cái bữa là 24 tháng 10 cũng vẫn được nha cô ha. Rồi một chị tên là Hà Lê nè. Chị này chị nói là chị ở Quảng Ninh. Ninh Thuận chứ mọi người ha, mình nhầm ha. Dạng thọ F1 gieo vào ngày nào và bấm ngọn ra sao? Thì ở đây thì nếu như là chị là người mới thì ở đây chị gieo vào bữa 25 tháng 10 nha, và bấm ngọn vào bữa 28 tháng 11 âm lịch nha. Thì là được nha. Thì cố gắng là theo dõi cái livestream để mà chia sẻ cho mọi người về cái cách là hoa nở trễ nở sớm nha. Rồi tiếp tục là một bạn tên là ông Nguyễn ha. Bạn này hỏi mình là B2 rồ, ở đây là cái giống mới nha. Đi một cơi có được hay không? Thì ở đây là đi một cơi là hoàn toàn được ha. Cái này là nó tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người thôi. Anh chị mà thích mà bông nhiều mà có tàn á, thì đi hai cơi. Còn anh chị mà thích bông to mà cây nó lùng lùng á, thì chúng ta sẽ đi là một cơi nha. Trong những buổi livestream em hay nói về cái vấn đề này lắm. Rồi một bạn tên là Nguyễn Thái Trung nè,
Bạn này hỏi về cái vấn đề là giá thể ha, mình trộn tro trấu sống rồi mình ươm cái dạng thổ có được hay không, và có tưới ALS hay Trico Đạt Ma hay không. Thì ở đây thì bạn sử dụng cái tro và trấu ha, và kết hợp thêm cái phân chuồng nữa thì nó mới tốt nha bạn ha. Nếu như là bạn không có mua Trico Đạt Ma thì bạn có thể là bạn sử dụng thằng ALS như cái cách mình hướng dẫn nha, thì là được nha. Nửa gói ALS là pha được là bình 16 lít nước để chúng ta là xịt phòng núm bệnh ở trên cái chậu của mình ha, trước khi mà mình trồng ha. Rồi, một bạn tên là Tân Minh 6858 nè. Bạn này bạn hỏi mình á là ngắt cơi đầu và ngắt lần hai ngày nào được anh? Đó, thì ngắt cơi đầu á thì thông thường mà đi một cơi á thì chúng ta đi, nếu như là chúng ta đi hai cơi mà ngắt cái cơi đầu á thì nó sẽ rơi vào cái bữa là 22 tháng 11 âm lịch ha, là cơi 1 ha. Còn ngắt cái cơi 2 sẽ rơi vào bữa là mùng 2 tháng 12 âm lịch nha các bạn. Còn những bạn mà đi một cơi á, có nghĩa là bấm ngọn một lần á, thì chúng ta sẽ bấm ngọn vào cái bữa là 28 tháng 11 âm lịch ha. Đây là một cái ngày chuẩn nha. Thì nó sẽ trên lệch đâu khoảng là một hai bữa thì nó cũng không có sao nha mọi người. Tại vì cái dạng thổ của mình á, khi mà nó nở hoa rồi đó thì nó khoảng đâu là nó lâu tàn khoảng đâu là nửa tháng trở lên nha mọi người ha. Nếu như là chúng ta biết cách là đi phân ha, có nghĩa là mình sẽ tưới những cái dòng phân như là ure đó, một muỗng ăn canh pha với 10 lít nước ha, hoặc là hai muỗng ăn canh pha với 20 lít nước để chúng ta có thể là tưới trên cái dạng rộng ha. Rồi, một bạn tên là Tài Mai Vàng Bến Tre nè, bạn này bạn hỏi mình á là 13 tháng 10 tới 16 tháng 10 âm lịch thì mình gieo ngày nào. Thì ở đây á, thì tùy thuộc vào cái thời tiết của mỗi vùng nha. Nếu như là anh chị mà đi hai cơi thì có thể là gieo bữa 16 tháng 10 cũng vẫn được, để mình bấm ngọn hai lần cho nó ha. Còn 13 tháng 10 thì dành cho những anh chị mà ở ngoài miền Bắc ha, hoặc là những anh chị mà trồng bán bữa 23 rồi đi một cơi thì có thể là gieo bữa 16 tháng 10 là điều được nha. Rồi mình cũng đã trả lời cho bạn ha, bạn này bạn bình luận rất là nhiều nha. Rồi thì mình trả lời cho bạn nha. Rồi tiếp tục là một bạn tên là User 5C gì nè. Bạn này mà hỏi mình là em chưa ủ giá thể bây giờ có kịp hay không. Thì nếu như là bạn chưa ủ giá thể thì bạn có thể là sử dụng cái tro đen nè, hoặc là cái sơ dừa ha, hoặc là cái phân chuồng tỷ lệ là 442, rồi sau đó thì mình sẽ tưới thằng Ridomin hoặc là thằng ALS ha, để chúng ta chuẩn bị cái giá thể để chúng ta trồng bông dạng thọ nha. Đối với cái bông dạng thọ thường thì nó cũng đơn giản nha mọi người ha, nó cũng không cần phức tạp mấy đâu. Nhưng mà đối với những bạn mà trồng dạng thọ ban mai á, thì bắt buộc là chúng ta là phải chuẩn thì nó mới sẽ không có bị lỡ cổ rễ nó chết nha các bạn. Rồi tiếp tục là một bạn tên là Phong Đỗ 320 nè, bạn này bạn hỏi mình không có ALS thì mình xài Ridomin Gold có được không em, và liều lượng và cách tưới như thế nào. Thì ở đây á, là nửa gói thằng Ridomin bạn pha với là cái bình là 16 lít nước, nó y chang là cái thằng là ALS thôi, nó không khác nha các bạn ha. Nhưng mà cái thằng ALS á thì nó sẽ không có cộng thuốc sâu được, nhưng mà thằng Ridomin Gold á thì nó cộng được nha mọi người ha. Nhưng mà nó ngược lại là nó không có xài được trên thằng dạng thọ ban mai, nếu như là xài không đúng liều là nó sẽ bị nóng và nó bị cháy lá cũng như là hư bộ rễ nha. Thành ra là em hay chia sẻ cái thằng ALS nó nhiều hơn. Còn nếu như là mua không có nữa thì chúng ta có thể sử dụng thằng Matasi ha. Ở trên cái gói Matasi là nó có ghi cái liều lượng nó rất là rõ nha mọi người. Rồi một bạn tên là Quang Minh hỏi nè, dạng thọ lùng thì gieo ngày nào em? Dạng thọ lùng thì mình gieo từ bữa 25 tháng 10 hoặc là 28 tháng 10 nha anh ha, là được nha. Rồi một bạn User 8T gì nè, mồng gà bị uống cây thì xịt cây gì, xịt thuốc gì? Ở đây thì nó bị uống cây thì em cũng không có thấy cái trường hợp đó nó bao giờ nha mọi người ha. Cây nó bị uống là sao ta? Đó, thông thường thì mình phòng như thằng ALS với thằng Ridomin đó, là cây của mình nó sẽ không bị nấm bệnh ha, thì cây của mình là nó sẽ phát triển bình thường nha. Rồi một bạn tên là Hải Anh Quỳnh Thủ nè, 7158, bạn này mà hỏi mình em mới mua tro trấu xả 4-5 lần rồi trồng được không anh? Xả là vậy là ok nha bạn ha, thông thường xả 2 lần là được. Ví dụ như mình không có đìa với cái ao đó thì mình mở cái miệng bao ra, mình đổ nước từ trên xuống dưới mà miễn sao mà nó chảy xuống dưới đất một lần, và mình xả cái lần thứ hai nữa là cái độ mặn của cái tro là nó đã hết rồi nha. Cái này hai lần là đã kỹ rồi đó, chứ thật chất là một lần là đã được rồi đó. Rồi một bạn tên là chị Châu Minh ha, hỏi là mới gieo được 2 ngày rồi anh. 2 ngày thì nó chưa có lên nảy, nó chưa có nảy mầm đâu, khoảng đâu là 3 đến 4 bữa nha. Thì ở đây thì mình gieo cái hạt giống là T92 là hiện tại là 2 đêm rồi là nó đã có nước mép nha các bạn ha, và cái ngày thứ 3 của mình là nó đã lên được những cái cây mầm rồi nha các bạn. Rồi một bạn tên là Duy Cao 5860 nè, bạn này mà hỏi mình là cho hỏi là T38 trồng được mấy cây. Thì đối với T38 thì sẽ trồng được là 6 cây nha mọi người. Rồi thì em cũng xin được tạm dừng video nha.